chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin thời tiết sáng ngày 12 tháng 9 của Đài truyền hình kết số VTC. Thưa quý vị, hiện nay vùng áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Đến trưa nay, áp thấp nhiệt đới sẽ ở cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa khoảng 300 km về phía đông với sức gió tăng lên 1 cấp. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 5 sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông, tầm nhìn xa giảm còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau có mưa dông và gió Tây Nam, giật mạnh cấp 6 đến cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Không những gây thời tiết xấu trên biển, vùng áp thấp nối với giải hội tụ nhiệt đới còn gây ra một đợt mưa dông mới cho các tỉnh Trung Bộ. Ngày hôm nay, tại hầu khắp các tỉnh Trung Bộ, từ Thanh Hóa cho đến Bình Thuận đều sẽ có mưa. Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm theo dông lốc và gió giật mạnh, đặc biệt là tại các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ. Mưa dông nhiều khiến cho nhiệt độ tại hầu khắp các tỉnh thành Trung Bộ giảm mạnh từ 2 đến 4 độ so với những ngày qua. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay chỉ dao động trong khoảng từ 28 cho đến 30 độ cho toàn vùng. Sự hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông cũng sẽ làm cho gió Tây Nam ở các tỉnh phía Nam hoạt động mạnh lên. Do đó, mưa dông trên khu vực các tỉnh thành phía Nam đã tăng lên cả về diện và lượng. Trong ngày hôm nay, những cơn mưa rào và dông tiếp tục lặp lại trên khu vực núi nhiều nơi, tại Tây Nguyên và miền đông của Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to và dông. Mưa dông có thể xảy ra vào bất kể thời điểm nào trong ngày, đặc biệt vùng cao nguyên tiếp tục có mưa lớn trong hôm nay và ngày mai. Cùng với mưa tăng, nền nhiệt tại Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ giảm khoảng từ 1 đến 2 độ so với 24 giờ qua. Thời tiết Nam Bộ khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ. Còn ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên thì tiết trời hơi se lạnh khi nhiệt độ không vượt quá ngưỡng 28 độ. Trái ngược với tình trạng tăng mưa tại các tỉnh miền Trung và miền Nam, thời tiết tại Bắc Bộ mưa lại đang có xu hướng giảm dần. Ngoài trừ các tỉnh ven biển và Nam Đồng Bằng khả năng có mưa rào trở lại trong ngày mai, còn lại các khu vực khác, đặc biệt là tại vùng núi, trời có mây thay đổi, mưa xảy ra ít và không gây trở ngại cho các hoạt động dân sinh. Nền nhiệt độ tại đây không tăng cao, trưa chiều ổn định trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ là phổ biến, còn nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm nay chỉ từ 22 cho đến 25 độ, thời tiết đặc trưng cho những sớm đầu thu. Như vậy là hôm nay khu vực có thời tiết xấu nhất vẫn là Trung Bộ khi mưa tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to diện rộng. Thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ cũng không thuận lợi khi có thể xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo dông lốc vào chiều tối. Đáng chú ý, các tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông cần nhanh chóng tìm nơi neo đậu an toàn và theo dõi sát sao diễn biến tiếp theo của vùng áp thấp nhiệt đới. Đến đây bản tin thời tiết sáng nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.